Rồi, trong cái phần Figma của mình, khi mà các bạn chạy cái prototype như vậy thì cũng là ok. Nhưng mà trong quá trình mà mình sử dụng như vậy á thì nó cũng bất tiện khi mà mình share cái bài này cho khách hàng thì người ta cảm giác nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Đúng không? Thì mình sẽ chọn ở cái trang chủ nè. Mình chọn ở trang chủ. Sau đó các bạn sẽ click chuột phải lên trang chủ. Các bạn sẽ thấy cái phần menu. Menu của chúng ta. Nó có cái plugin ha. Thì các bạn sẽ vô trong này. Các bạn chọn quản trị plugin. Các bạn click chuột phải lên cái trang của mình á. Trên cái frame á. Thì các bạn đây, click chuột phải lên cái trang nè. Thì ở phía dưới nó có cái plugin. Các bạn chỗ này các bạn sẽ chọn là manage plugin. Và trong này thì các bạn search giúp cho thầy HTML. Đây. Đó. Generator. Thì chỗ này khi mà các bạn cài thêm cái plugin này lên. Khi các bạn cài xong cái plugin đó thì chúng ta sẽ click chuột phải vô cái trang. Lúc đầu nếu như các bạn chưa cài thì nó sẽ chưa có nha các bạn. Lúc mà các bạn chưa cài thì cái plugin nó sẽ không xuất hiện ở trong cái menu đâu. Cái mà HTML mình gen ra cái HTML là nó chưa có đâu. Rồi. Như vậy thì sau khi mà các bạn đã cài xong và đã thực thi được cái HTML của mình. Thì ở đây các bạn đã thấy được là nó đã gen ra cho mình được cái mã code nè. Phải không? Gen cho mình mã code. Rồi mình có thể review được các cái đối tượng của mình đang thiết lập ở đây có ABC. Đó là trang web của mình nó đã được export ra cái dạng là HTML. Được chưa nào? Sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn click chuột phải nè. Chọn vô plugin nè. Chọn vô HTML generator. Click chuột vô đây. Đợi tí xíu, tại vì trang web của mình làm cũng hơi nhiều. Cho nên là nó đang chạy. Rồi. Ở đây là nó đang giới thiệu cho mình cái cách sử dụng. Rồi, xong. Và nó đang gen ra. Review tab. Đây là HTML. Mình chọn export ha. Export. Thì nó nói mình là download cái file zip về. Chọn download. Đây, dữ liệu của mình nó đã được tải về đây. Rồi, các bạn đang có Figma, HTML, Generator, Full Auto. Chúng ta sẽ mở cái thư mục này ra và chúng ta giải nén ra thử xem nhé. Rồi, giải nén ra thử xem. Chúng ta click chuột phải. Chọn giải nén ra. Rồi, đây thư mục nè. Bây giờ các bạn sẽ chạy cái file index này. Index. Để coi trong folder nó đã có gì rồi. Nó tải về đầy đủ chưa? Folder. Sao không không ký ta? Folder của mình dữ liệu sao nó tải không ký đây?
Lót Chơi từ từ nè. Không có rồi mà, không thấy lời nè. Vậy hả? Máy chạy không nổi hả? Nó hơi chậm á, đợi tí xíu đi. Để thầy coi cái nội dung của nó coi nào. HTML CSS Đây là những cái file mà thầy đã export trước nè. Cái file đơn giản thì nó export ra nó sẽ nhanh. Ví dụ như ở đây mình đang có đấy, như vậy thầy export chỉ có mỗi cái hình này thôi thì nó ra. Đây là trang web của mình. Trang web. Còn trang web kia của mình nó khá là nhiều hình. Giả sử như mình export cái desktop 1 này, desktop 1. Cái này thôi đi ha. Đây. Mình export mỗi cái thằng này thôi, chi tiết sản phẩm thôi. Let in chain. Export. Như mạng nó yếu hả ta, mạng nó yếu nó không tải về được. Ê, mấy nhà trường nó yếu quá, nó tại bị lỗi không à? Ảnh của ta có ký nè thì nó mới lên được, nó phải tải về đầy đủ thì nó mới lên được. Các bạn thử với một cái trang nhỏ thôi. Như vậy là mình đã biết cách để mà mình import ra được một cái trang từ Figma, mình import ra dạng HTML. Như vậy thì trang HTML là trang để mà mình upload lên trên Hostin luôn đó các bạn. Trang HTML là trang upload lên Hostin. Ví dụ như là cái trang mà chúng ta đang nhìn thấy ha. Ví dụ như là trang VN Express đi ha. Đây, đây là cái trang mà người ta viết code. Và trong cái code này các bạn cũng có thể nhìn thấy được, click chuột phải. Các bạn chọn Expand. Mạng hơi chậm á. Đây, các bạn thấy rằng là code của chúng ta là code HTML nè. Đó.
CodeHTML. Và đây là cái trang web mà người ta đang đang viết. Tất nhiên là người ta không chỉ dùng HTML thuần, người ta còn có rất là nhiều cái kỹ thuật để mà viết ra được cái trang web này. Nhưng mà cấu trúc chính của nó cũng là HTML và CSS. Đây, bên này là CSS, bên này là HTML. Nó có những cái đoạn script để xử lý dữ liệu nữa. Như vậy thì bài tiếp theo mà chúng ta học là chúng ta sẽ sử dụng cái phần HTML và CSS dựa trên cái cấu trúc mà bên thiết kế về cái phần mockup người ta đã thiết kế rồi. Thì mình là cái người đổi vai, mình sẽ là làm dev ha. Mình sẽ là làm dev. Mình làm sao mình xây dựng một cái trang web cho khách hàng. Và khi mà mình upload cái trang web lên trên Hosting và mình kết nối vào domain thì khách hàng có thể sử dụng được. Khách hàng có thể sử dụng được để mà khách hàng chuyển đến cho người dùng. Ví dụ như là trang đăng nhập, đăng ký, mua sản phẩm rồi gì đó. Thì chúng ta sẽ thiết lập được một cái trang web như vậy. Đó là nội dung của cái bài học tiếp theo của chúng ta. Như vậy trong cái bài học tiếp theo thì các bạn sẽ...